Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã chọn xem video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, từ xưa Hưng Yên đã nổi tiếng với câu ca thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phú hiến và thật trùng hợp khi sau 94 năm đất nước ta có đảng lãnh đạo, Hưng Yên trở thành vùng đất là quê hương của hai đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Một điều đặc biệt nữa là nếu như cố Tổng Bí thư Đỗ Mười quê Hà Nội là người kế nhiệm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh quê Hưng Yên thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm quê Hưng Yên là người kế nhiệm của cố Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng quê Hà Nội. Trong video này, mời quý vị cùng nhìn lại những đóng góp vô cùng to lớn của các vị cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, cố Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Nhân dân hy vọng gì vào sự kế tục sự nghiệp cách mạng từ các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm? Những quan tham nào sẽ tiếp tục vào lò và những vùng cấm ngoại lệ nào sẽ tiếp tục không còn là vùng cấm ngoại lệ? Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, nhà cải cách vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, tên khai sinh là Nguyễn Văn Cúc, sinh ngày mùng 1 tháng 7 năm 1915 tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ông là vị Tổng Bí thư thứ 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1986 đến năm 1991. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh được xem là người mở đường và có công lớn trong công cuộc đổi mới của Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh sinh ra tại Hưng Yên, nhưng phần lớn thời gian ông lại gắn liền với miền Nam sau năm 1945, ông được xứ ủy phân công trở lại Sài Gòn, lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Năm 1962, ông được bầu làm lãnh đạo Trung ương Cục miền Nam, chỉ đạo chiến lược trong chiến tranh cho đến ngày đất nước thống nhất. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã kinh qua nhiều chức vụ trong Trung ương Đảng trước khi giữ chức Tổng Bí thư. Vào giữa những năm 80 của thế kỷ 20, lúc còn là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Linh đã tiến hành thí điểm những đổi thay trong cơ chế quản lý kinh tế ở một số doanh nghiệp nhà nước tại thành phố đông dân nhất Việt Nam. Đây là những bước đột phá đầu tiên, mặc dù chưa hoàn thiện nhằm xóa bỏ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp tồn tại ở Việt Nam trong nhiều năm. Có lẽ bước ngoặt lớn nhất về sự đổi mới của ông là ở sự kiện Hội nghị Đà Lạt. Từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 7 năm 1983, đồng chí Nguyễn Văn Linh, lúc đó là bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đã tổ chức Hội nghị Đà Lạt. Tham dự hội nghị có 3 vị lãnh đạo cấp cao của Việt Nam là Trường Trinh, Phạm Văn Đồng và Võ Chí Công đồng chí Nguyễn Văn Linh và một số giám đốc các cơ sở kinh doanh sản xuất làm ăn có lãi đã trực tiếp gặp gỡ các vị lãnh đạo cấp cao từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 7 để báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và đề đạt nguyện vọng. Ngày 17 tháng 7, Nguyễn Văn Linh mời các vị lãnh đạo thăm cơ sở chế biến tơ tằm và xí nghiệp chè của thành phố Hồ Chí Minh tại Bảo Lộc. Ngày 19 tháng 7, Nguyễn Văn Linh có buổi làm việc riêng với các vị lãnh đạo này. Ông đã báo cáo tất cả tâm tư mà cá nhân mình đang nung đấu. Hội nghị Đà Lạt diễn ra trong thời gian vừa đúng một tuần lễ. Nội dung tư tưởng của các cuộc gặp trong sự kiện này đã được Nguyễn Văn Linh vận dụng vào việc chuẩn bị văn kiện Đại hội 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng công cuộc đổi mới của Việt Nam. Ngày 10 tháng 7 năm 1986, Tổng Bí thư Lê Duẩn qua đời sau thời gian dài mắc bệnh. Chủ tịch nước Trường Trinh quay trở lại tạm quyền Tổng Bí thư. Thời điểm mà Tổng Bí thư Lê Duẩn mất, cải cách giá, lương, tiền thất bại và Việt Nam trải qua lạm phát phi mã lên đến 774%. Với sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Trường Trinh, Bộ chính trị đã họp tháng 8 năm 1986 và đi tới những kết luận quan trọng. Bộ chính trị đã nhận ra rằng những chính sách kinh tế bao cấp đã đưa Việt Nam vào tình trạng trì trệ và nhấn mạnh đổi mới cơ cấu kinh tế, cơ chế quản lý. Ba chương trình kinh tế lớn và cần thiết phải tổ chức một kỳ đại hội mới để cải cách kinh tế của đất nước. Với tư duy lý luận mới và quá trình khảo nghiệm thực tiễn, Tổng Bí thư Trường Chinh cùng với Thường trực Ban Bí thư Nguyễn Văn Linh và tập thể Bộ chính trị, Ban Bí thư khóa năm đã chỉ đạo chặt chẽ xây dựng các văn kiện trình đại hội 6 của Đảng. Tháng 12 năm 1986, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6, Nguyễn Văn Linh được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, kiêm Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương. Từ đây, bắt đầu thời kỳ đổi mới và cởi mở của Việt Nam. Năm 1987, ông đã phát biểu và viết bài quan trọng làm sáng tỏ quan điểm đổi mới, đặc biệt là những vấn đề ông nêu ra dưới tiêu đề Những việc cần làm ngay mang bút xanh NVL, có nghĩa là nói và làm, nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội Việt Nam. Với cải cách đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã từng bước phát triển. Chỉ sau một năm, lạm phát 774% đã giảm xuống chỉ còn 323,1%, rồi tiếp tục giảm xuống chỉ còn 34,7%. Ông cũng thúc đẩy quan hệ ngoại giao với các nước, chủ trương ngoại giao lúc đó là Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển. Tại hội nghị Thành Đô năm 1990, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân đã gặp mặt và ra tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Kết quả của hội nghị là một loạt các thay đổi trong đối nội và đối ngoại, không chỉ giữa Việt Nam với Trung Quốc mà còn giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và các nước ASEAN. Với sự kiện Việt Nam gia nhập ASEAN và thiết lập quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ năm 1995. Những kết quả trên của Việt Nam khi đó, nếu nhìn vào bối cảnh thế giới mới thấy tầm nhìn chính trị sâu rộng và tư chất thiên bẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Vào những năm cuối thập kỷ 80, đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 20, chủ nghĩa xã hội thất bại trên chính ngày quê hương của cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại. Đây là sự kiện đặc biệt gây chấn động toàn thế giới, làm thay đổi căn bản trật tự thế giới, là một tổn thất hết sức to lớn và nặng nề của những người cộng sản trong quá trình hiện thực hóa học thuyết Mark Lenin vào con đường phát triển của đất nước. Sự sụp đổ của một phần hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới đã khiến giới chính trị tư sản và chủ nghĩa đế quốc tin chờ vào hiệu ứng domino. Về cái gọi là sự sụp đổ định mệnh toàn hệ thống của chủ nghĩa xã hội và ngóng đợi về thời khắc vàng đó là chiến thắng không cần chiến tranh của thế giới tư sản. Trong thời kỳ đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, có ý kiến lo ngại là đổi mới hay đổi màu? Công cuộc đổi mới có giữ vững được định hướng xã hội chủ nghĩa hay không? Phát triển có hợp quy luật không? không ít ý kiến có biểu hiện dao động, hoài nghi về tương lai của chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhưng với bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn kiên định với chủ nghĩa Mark Lenin, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã khẳng định lịch sử thế giới đang trải qua những bước quanh co, song loài người cuối cùng nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội, vì đó là quy luật tiến hóa của lịch sử. Đến đại hội 11 của Đảng, trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta tiếp tục khẳng định đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Để khái quát lại những đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với con đường đổi mới phát triển của đất nước, xin được trích dẫn một đoạn trong điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đọc tại lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ngày 29 tháng 4 năm 1998. Từ tổng kết thực tiễn trên nhiều lĩnh vực, đồng chí đã có những đóng góp tích cực và hiệu quả vào việc thiết kế đường lối chính sách đổi mới của Đảng và nhà nước đồng chí Nguyễn Văn Linh đã cùng tập thể lãnh đạo nhạy bén, chủ động, sáng tạo, khôn khéo, treo lái con thuyền cách mạng vượt qua những bước hiểm nghèo của thời kỳ xảy ra những biến động to lớn trên thế giới, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, cải thiện đời sống nhân dân, mở rộng quan hệ đối ngoại và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Sau một nhiệm kỳ tổng bí thư 1986-1991 ông cương quyết rút lui không ra ứng cử trong nhiệm kỳ tiếp theo vì lý do sức khỏe và xin được làm công việc nhẹ hơn. Dù nhiều người muốn ông làm thành viên của Ban chấp hành Trung ương khóa 7 sau khi khóa 6 kết thúc vào năm 1991. Ông nói, dù không còn ở trong Trung ương nữa, nhưng với trách nhiệm là người đảng viên, tôi xin cố gắng cống hiến sự hiểu biết và kinh nghiệm nhỏ bé của mình cho cách mạng, cho đảng, cho đến hơi thở cuối cùng. Thủ tướng Đỗ Mười trở thành người kế nhiệm ông vào ngày 27 tháng 6 năm 1991 cố Tổng Bí thư Đỗ Mười. Đồng chí Đỗ Mười tên khai sinh là Nguyễn Duy Cống, sinh ngày mùng 2 tháng 2 năm 1917 trong một gia đình nông dân nghèo tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng. Từ khi 19 tuổi, đồng chí đã tích cực tham gia phong trào bình dân, tổ chức ái hữu thợ mỏ Hòn Gai. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp chống Mỹ cứu nước, đồng chí Đỗ Mười đã vào sinh ra tử và được giao nhiều trọng trách. Đồng chí là người trực tiếp tổ chức chỉ đạo xây dựng đường ống dẫn dầu bí mật từ Lạng Sơn vào chiến trường miền Nam. Đây là đường dẫn dầu huyết mạch góp phần quan trọng vào đại thắng mùa xuân năm 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những đóng góp của cố Tổng Bí thư Đỗ Mười tại thời điểm đất nước gặp nhiều khó khăn thử thách. Trong những năm đầy khó khăn của thập niên 90, đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng và nhà nước đề ra và chỉ đạo triển khai thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, tạo được bước ngoặt và có ý nghĩa lịch sử của đất nước, đề xuất các chương trình phát triển kinh tế xã hội, chuyển từ kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và có các giải pháp chống lạm phát hiệu quả. Đồng chí là người đề xướng chủ trương phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng, quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong bối cảnh đất nước bị bao vây cấm vận, đồng chí Đỗ Mười đã có những đóng góp to lớn trong việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao với các nước trong khu vực và trên thế giới, đưa Việt Nam tham gia ASEAN, chủ động tích cực mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế. Trong 5 năm 1991-1995, nhịp độ tăng trưởng bình quân hàng năm về tổng sản phẩm trong nước GDP đạt 8,2% kế hoạch là 5,5 tới 6,5%, về sản xuất công nghiệp là 13,3%, sản xuất nông nghiệp 4,5%, kim ngạch xuất khẩu 20%, cơ cấu kinh tế có bước chuyển đổi, tỷ trọng công nghiệp và xây dựng trong GDP từ 22,6% năm 1990 đến 29,1% năm 1995, dịch vụ từ 39,6% lên 41,9%, bắt đầu có tích lũy từ nội bộ nền kinh tế. Vốn đầu tư cơ bản toàn xã hội năm 1990 chiếm 15,8% GDP năm 1995 là 27,4%, trong đó nguồn đầu tư trong nước chiếm 16,7% GDP. Đến cuối năm 1995, tổng vốn đăng ký của các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài đạt trên 19 tỷ đô la Mỹ, gần 1 phần 3 đã được thực hiện. Lạm phát từ mức 67,1% năm 1991 giảm xuống còn 12,7% năm 1995. Phát triển mạnh mẽ quan hệ đối ngoại, phá thế bị bao vây cấm vận, tham gia tích cực vào đời sống, cộng đồng quốc tế thời kỳ này việt nam đã triển khai tích cực và năng động đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hóa đa dạng hóa khôi phục và mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt với trung quốc tăng cường quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt với lào xây dựng quan hệ tốt với campuchia phát triển quan hệ với các nước trong khu vực trở thành thành viên đầy đủ của tổ chức asean củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống với nhiều nước từng bước đổi mới quan hệ với liên bang nga các nước trong cộng đồng các quốc gia độc lập và các nước đông âu mở rộng quan hệ với các nước công nghiệp phát triển bình thường hóa quan hệ với mỹ thiết lập và mở rộng quan hệ với nhiều nước Nam Á, Nam Thái Bình Dương, Trung Đông, Châu Phi và Mỹ Latin, mở rộng quan hệ với phong trào không liên kết, các tổ chức quốc tế và khu vực. Thành tựu trên lĩnh vực đối ngoại là một nhân tố quan trọng góp phần giữ vững hòa bình, phá thế bị bao vây cấm vận, cải thiện và nâng cao vị thế của nước ta trên thế giới, tạo môi trường thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Đó cũng là sự đóng góp tích cực của nhân dân ta vào sự nghiệp chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trong sự kiện nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam đỗ mười từ trần hãng tin bbc điểm lại sự nghiệp chính trị của ông và khẳng định ông lên làm tổng bí thư trong giai đoạn đất nước có nhiều chuyển đổi sâu sắc sau khi đảng từ bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp và tiến hành quá trình đổi mới mở cửa nguyên tổng bí thư đỗ mười đã nỗ lực ủng hộ các hoạt động cải cách tự do kinh tế tiếp nối di sản của tổng bí thư nguyễn văn linh tờ thời báo tài chính cho rằng nguyên tổng bí thư đỗ mười đã mở ra thời kỳ mới cho đối ngoại việt nam làm nổi bật hình ảnh của việt nam trên trường quốc tế Nguyên tổng bí thư cũng có những đóng góp lớn trong việc thúc đẩy và làm sâu sắc hơn các mối quan hệ giữa Việt Nam và quốc tế, trong đó phải kể đến chuyến thăm New Zealand và Australia vào năm 1995. Thời báo kinh tế nhấn mạnh, hình ảnh của nguyên tổng bí thư với bộ quần áo đại cán và lối sống giản dị. Có thể nói với 102 tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng, đồng chí Đỗ Mười đã chọn đời phấn đấu cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta, đặc biệt là sự tiếp nối di sản của cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, đưa nước ta đạt nhiều thành tựu quan trọng đồng chí đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, huân chương sao vàng, huy hiệu 80 năm tuổi đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Cố Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là vị Tổng Bí thư thứ 12 của Đảng. Ông sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944 tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Cũng giống như Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông đã làm việc tới hơi thở cuối cùng vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi dấu ấn với chuyến thăm lịch sử đến Mỹ hay việc nâng tầm quan hệ đối với Trung Quốc góp phần củng cố quan hệ của Việt Nam và các đối tác. Kể từ khi được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội 11 năm 2011, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều đóng góp lớn cho nền đối ngoại Việt Nam với nhiều chuyến công du nước ngoài cũng như đón tiếp lãnh đạo các nước đến Việt Nam. Lần đầu tiên phía Mỹ chính thức mời Tổng Bí thư sang thăm là vào tháng 7 năm 2012. Khi đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đến chào xã giao trong chuyến bà thăm Việt Nam. Sau những câu chào hỏi đầu tiên, bà Clinton chính thức mời Tổng bí thư sang thăm Mỹ với tư cách khách mời của chính phủ Mỹ. Đến cuối cuộc tiếp của Tổng bí thư, trước khi ra về, Ngoại trưởng Mỹ nhắc lại một lần nữa lời mời. Điều đó cho thấy chính quyền Mỹ đã cân nhắc rất kỹ và lời mời của Ngoại trưởng là lời mời chính thức. Ngoại lệ trong phòng bầu dục, để có một chuyến thăm nước ngoài của cấp cao, Việt Nam luôn cân nhắc các yếu tố trong nước, ngoài nước, quan hệ song phương, đa phương và đặc biệt là về tính thời điểm. Việc cân nhắc Tổng bí thư đi thăm Mỹ không là ngoại lệ. Riêng về thời điểm, 2015 là năm kỷ niệm lần thứ 40 kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam, lần thứ 20 thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, là năm Việt Nam chuẩn bị đại hội đảng toàn quốc và là năm nước Mỹ bắt đầu đẩy mạnh các cuộc vận động tranh cử chuẩn bị cho năm bầu cử tổng thống 2016. Do vậy, có ý nghĩa rất quan trọng. Chỉ nhìn từ góc độ ấy thôi, năm 2015 cũng là năm đẹp nhất, chín nhất để thực hiện chuyến đi của Tổng Bí thư. Tổng Bí thư được đón tiếp về mặt lễ tân rất trọng thị theo nghi thức cấp chính thức dành đón nguyên thủ những quốc gia đồng minh thân thiết của Mỹ sang thăm nước này trong cùng năm 2015 như Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Và điều đặc biệt ở đây là Tổng bí thư ta là chính khách nước ngoài duy nhất chỉ mang chức danh thủ lĩnh chính đảng, chứ không mang chức danh người đứng đầu nhà nước và có hội đàm chính thức với Tổng thống Mỹ trong phòng bầu dục, nơi chỉ tiếp nguyên thủ quốc gia từ kết thúc chiến tranh lạnh đến nay. Bất kỳ ai theo dõi quan hệ Việt Mỹ cũng đều phải lấy làm ngạc nhiên về cuộc hội đàm và gặp gỡ báo chí của hai vị lãnh đạo cao nhất của hai nước kéo dài gần 95 phút, dự kiến ban đầu chỉ khoảng 45 phút và về việc thành phần dự hội đàm có cả phó tổng thống, hiếm khi cả tổng thống và phó tổng thống cùng dự hội đàm với lãnh đạo nước ngoài. Chuyến tổng bí thư thăm Mỹ là một quyết định hết sức đúng đắn, sáng suốt của bộ chính trị thực hiện chính xác đường lối đối ngoại mà các văn kiện đại hội đảng đã đề ra, thực sự vì lợi ích quốc gia, dân tộc trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế hiện nay. Theo AFP, trong nhiệm kỳ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã tăng cường quan hệ với các nước, trong đó có một số nước lớn. Các hãng thông tấn châu Âu đều nhấn mạnh dấu ấn của Tổng bí thư trong trường phái đối ngoại đã được nhiều thành công bằng chính sách ngoại giao cười trẻ của mình. Đồng thời, đăng tải ấn tượng sâu sắc của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin về Tổng bí thư như một người bạn thân thiết, một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa, người là cầu nối giữa Việt Nam và các quốc gia trong nhiều thập kỷ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với công cuộc phòng chống tham nhũng. Bước ngoặt trong cuộc chiến phòng chống tham nhũng của nước ta chính là việc thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư làm trưởng ban vào ngày 1 tháng 2 năm 2013 đến năm 2021. Ban chỉ đạo đổi tên thành Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Theo Tổng Bí thư, không chỉ đấu tranh phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế mà quan trọng hơn phải phòng chống tiêu cực trong cả lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống thì mới dẫn đến tham nhũng. Đây mới là cái gốc, cái cơ bản cần phải chống. Cái lợi ích kinh tế nó thường gắn liền với quyền lợi chính trị, chức quyền với sự hư hỏng về đạo đức lối sống, tổng bí thư nhấn mạnh. Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy. Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp thứ 12 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng vào tháng 7 năm 2017 mang đến hình ảnh rõ ràng nhất cho sự quyết tâm diệt giặc nội xâm của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục diễn ra kiên quyết, không ngừng, không nghỉ. Trong đó, quyết liệt đấu tranh mở rộng điều tra các vụ án tham nhũng tiêu cực lớn, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp gây bức xúc trong nhân dân để đưa ra xét xử như vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB, công ty Việt Á, tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Sài Gòn Corp. Tổng Bí thư từng nhấn mạnh, chưa bao giờ chúng ta xử lý nghiêm khắc nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao sai phạm như vừa qua. Đây là điều không ai mong muốn, thậm chí rất đau xót, rất đau lòng. Nhưng vì sự nghiệp chung, vì sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng, thượng tôn pháp luật của nhà nước, sự trong sạch vững mạnh và uy tín của Đảng, nhà nước và ý nguyện của nhân dân, chúng ta phải làm và kiên quyết làm, làm quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới hầu hết các đối tượng bị xử lý đều đã nhận thức rõ sai phạm của mình và tâm phục khẩu phục tỏ rõ sự ăn năn hối lỗi xin lỗi đảng nhà nước và nhân dân có tác dụng cảnh tỉnh cảnh báo gian đe giáo dục phòng ngừa mạnh mẽ được dư luận nhân dân rất đồng tình ủng hộ đánh giá cao đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực không chỉ là tuyên ngôn mà đã trở thành quyết tâm chính trị và hành động thực tế quan điểm sống của tổng bí thư nguyễn phú trọng đó là danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất bởi tiền bạc lắm chết có mang theo được đâu tờ New York Times Mỹ cho rằng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lãnh đạo một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á và nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Hãng thông tấn AP nhấn mạnh vai trò của Tổng bí thư trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, trích dẫn câu nói nổi tiếng của ông năm 2016, không kỳ cương, đất nước sẽ rối loạn. Về chiến dịch chống tham nhũng do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động, hãng tin AFP của Pháp dẫn lời của chuyên gia cho rằng chiến dịch đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế, Điều đó có thể thấy rõ ở tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong những năm gần đây. GDP năm 2023 của Việt Nam tăng trưởng khoảng 5%. Việt Nam cũng đã trở thành một phần quan trọng trong chuỗi cung ứng của một số doanh nghiệp quan trọng nhất thế giới trong thập niên qua, AFP nhận định. Chúng ta sẽ nhớ mãi về Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng như một nhà lãnh đạo cấp cao có tầm tư duy chiến lược, luôn chăn trở, lo toan cho dân, cho nước, nhưng cũng giản dị, gần gũi và giàu lòng nhân ái. Đồng chí xứng đáng là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vị tổng chỉ huy trong cuộc chiến chống giặc nội xâm, nhà lãnh đạo của nhân dân, được mọi tầng lớp nhân dân trân quý. Những di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ còn mãi với thời gian, còn mãi trong trái tim đồng bào, tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo kế tục coi là kim chỉ nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, giàu đẹp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sinh ngày 10 tháng 7 năm 1957 tại làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, một vùng quê giàu truyền thống cách mạng và anh hùng. Ông là con trai cả của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đại tá Tu Quyền. Ngày 3 tháng 8 năm 2024, Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng bí thư ban chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông trở thành vị Tổng bí thư thứ 13 của Đảng là người kế nhiệm Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ngay trong phiên làm việc buổi chiều ngày 3 tháng 8, do Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì, Trung ương đồng ý để bốn nhân sự thôi Ủy viên Trung ương khóa 13 gồm Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Bí thư Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký. Bí thư Tuyên Quang, Chẩu Văn Lâm do đó vi phạm các quy định của Đảng trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Những lãnh đạo này cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương và các quy định về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đây được xem là câu trả lời đanh thép cho câu hỏi liệu lo của cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có còn cháy? Vâng, lò không những vẫn cháy mà còn cháy to và mạnh để thiêu đốt tất cả những con sâu mọt đục khoét đất nước. Mới đây nhất, cựu bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến bị đề nghị truy tố nhận hối lộ 14 tỷ đồng trong đó 13 tỷ đồng từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong 7 năm và 1 tỷ đồng từ người khác. Theo kết luận, Bộ Công an đề nghị truy tố 4 bị can về tội nhận hối lộ, gồm ông Nguyễn Nhân Chiến, cựu bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Tử Quỳnh, cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Hạnh Trung, cựu phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, Trần Văn Tuynh, cựu giám đốc ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế tỉnh Bắc Ninh. Cơ quan điều tra cáo buộc ông Nguyễn Nhân Chiến vì động cơ vụ lợi theo đề nghị của Trần Văn Tuynh, Nguyễn Hạnh Trung và Lã Tuấn Hưng đã đồng ý thống nhất chủ trương với cấp dưới tạo điều kiện cho nhóm công ty của Phong, Hưng và AIC của bà Nhàn được phân chia chúng các gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế trước khi tổ chức đấu thầu. Hành vi này vi phạm luật đấu thầu gây thiệt hại ngân sách 48 tỷ đồng. Ông Chiến cũng bị cáo buộc đã nhận trực tiếp 3 tỷ đồng từ bà Nhàn và 1 tỷ đồng từ ông Tuynh. Ngoài ra năm 2013 đến năm 2020, ông Chiến còn nhận quà biếu của bà Nhàn vào dịp lễ Tết tổng cộng 10 tỷ đồng. Số tiền hưởng lợi ông dùng chi tiêu cá nhân Ông Nguyễn Tử Quỳnh, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, bị cáo buộc vì động cơ vụ lợi đã đồng thuận thống nhất tạo điều kiện cho nhóm công ty của Đặng Thiên Phong, La Tuấn Hưng và AIC được phân chia chúng các gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế. Ông Quỳnh nhận trực tiếp 1 tỷ đồng từ bà Nhàn và 1 tỷ đồng từ ông Tuynh. Theo cơ quan điều tra, từ năm 2013 đến năm 2019, ông Quỳnh còn nhận tiền qua biếu của bà Nhàn vào dịp lễ Tết tổng 8,1 tỷ đồng. Số tiền hưởng lợi trên được ông Quỳnh chi tiêu cá nhân đây là vụ án thứ tư bà Nhàn bị xử lý hình sự nhưng hiện trốn truy nã. Cuối năm 2022, với vai trò là chủ mưu vụ án vi phạm quy định đấu thầu, đưa nhận hối lộ xảy ra ở bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bà Nhàn bị tòa nhân dân Hà Nội phạt 30 năm tù. Tháng 10 năm 2023, bà Nhàn bị tòa nhân dân Quảng Ninh tuyên phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, án 10 năm tù trong sai phạm cung cấp thiết bị tại bệnh viện Sản Nhi tỉnh. Giữa tháng 7, bà Nhàn bị phạt thêm 24 năm tù về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với một loạt sự thay đổi nhân sự của Bộ Công an trong thời gian vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị và trở thành vị ủy viên Bộ Chính trị trẻ tuổi thứ hai sau đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương, bổ nhiệm thêm hai thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Phạm Thế Tùng, cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ và thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, cục trưởng cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, thiếu tướng Đinh Văn Nơi, giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, người khiến tội phạm khiếp phía làm cục trưởng cục an ninh chính trị nội bộ, thiếu tướng Vũ Hồng Văn giữ chức phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương. Tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm đã có đủ binh hùng tướng mạnh là cánh tay đắc lực giúp công cuộc đốt lò của tổng bí thư chủ tịch nước Tô Lâm rực cháy. Và khi lò luôn rực cháy là minh chứng cho việc Đảng ta có cơ chế phát hiện, xử lý hiệu quả tham nhũng để không dám tham nhũng, tiếp tục thiết lập cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng và cơ chế bảo đảm đãi ngộ hợp lý để không cần, không muốn tham nhũng. Để thiết lập được các cơ chế đó thì việc trước hết phải làm là xây dựng và hoàn thiện thể chế, các chủ trương chính sách của Đảng về phòng chống tham nhũng phải được thể chế hóa thành luật, các quy định của pháp luật phải được ra soát, tổng kết, đánh giá, sửa đổi, bổ sung để ngày càng hoàn thiện, kịp thời khắc phục những hạn chế bất cập, bịt kín những khoảng trống, kẽ hở dễ làm nảy sinh tham nhũng tiêu cực. Chính vì vậy mà việc hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật luôn là nội dung trọng tâm quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng, nhưng công tác không chỉ là hoàn thiện pháp luật về phòng chống tham nhũng mà đòi hỏi phải hoàn thiện toàn diện chính sách pháp luật trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, trước hết là những ngành lĩnh vực những khâu nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực về đường lối ngoại giao những ngày gần đây truyền thông trong nước và quốc tế đang rất chú ý tới chuyến thăm của tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm và phu nhân tới trung quốc đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm trên cương vị mới việc tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm nhận lời mời của tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình tiến hành thăm cấp nhà nước tới trung quốc đầu tiên sau khi đảm nhiệm cương vị mới thể hiện sự coi trọng ưu tiên hàng đầu của cả hai bên trong việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước được củng cố và phát triển hơn bao giờ hết, đặc biệt là hai bên đã nhất trí làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc tháng 10 năm 2022 và chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình tháng 12 năm 2023 đã tạo động lực mạnh mẽ cho sự hợp tác sâu sắc, toàn diện và thực chất giữa các cấp, các ngành, các địa phương, nhân dân và doanh nghiệp hai nước. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc một lần nữa khẳng định phát triển quan hệ ổn định, bền vững lâu dài, không ngừng củng cố tin cậy chính trị, mở rộng và làm sâu sắc hợp tác với Trung Quốc luôn là chủ trương nhất quán, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa của Việt Nam. Trạng dừng chân đầu tiên của đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước tới tỉnh Quảng Đông thể hiện tình cảm và sự coi trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Đông, một tỉnh không chỉ gần gũi về mặt địa lý mà còn có lịch sử gắn bó sâu sắc với Việt Nam, ghi dấu ấn một giai đoạn quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cách đây đúng tròn 100 năm, năm 1924, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh với tên gọi Lý Thụy trên cương vị phái viên của Quốc tế Cộng sản trong phái bộ của cố vấn Borodin, bên cạnh chính phủ Tôn Trung Sơn chọn làm điểm dừng chân, một địa bàn hoạt động, một căn cứ địa quốc tế của cách mạng Việt Nam. Đây cũng chính là nơi nhiều bậc tiền bối cách mạng Việt Nam từng sinh sống và hoạt động cách mạng, là nơi có những di tích lịch sử cách mạng như nhà lưu niệm, thanh niên cách mạng đồng chí hội, mộ anh hùng liệt sĩ Phạm Hùng Thái. Đây cũng chính là nơi tờ báo Thanh niên, cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phát hành số đầu tiên vào ngày 21 tháng 6 năm 1925, sau này được chọn là ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Do đó, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là nguồn động viên lớn lao để thúc đẩy quan hệ giữa tỉnh Quảng Đông với Việt Nam, tạo đà phát triển mạnh mẽ cho quan hệ hợp tác toàn diện, thực chất, hiệu quả và cùng thắng trên tinh thần vừa là đồng chí, vừa là anh em theo phương châm 16 chữ và tinh thần bốn tốt. Giữa các bộ, ngành, địa phương, nhất là các địa phương biên giới và doanh nghiệp hai nước. Hiện nay sự phát triển chính trị xã hội của Việt Nam duy trì xu thế ổn định. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục kiên trì tư tưởng Hồ Chí Minh Kế thừa di sản chính trị do cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại, dẫn dắt Việt Nam tiếp tục đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, đi sâu thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, mở cửa và tiến trình hiện đại hóa Việt Nam. Quan hệ hợp tác láng giềng hữu nghị giữa hai nước có nguồn gốc lịch sử lâu đời và nền tảng sâu sắc, tình hữu nghị vừa là đồng chí, vừa là anh em, do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng được phát triển mạnh mẽ trong tình hình mới. Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chọn Quảng Châu nơi có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng thời kỳ đầu của Trung Quốc và Việt Nam đến thăm trước, thể hiện sự coi trọng cao độ đối với tình hữu nghị quý báu giữa hai đảng, nhân dân hai nước Trung Việt. Hội đàm trực tiếp đi sâu giao lưu cùng lên kế hoạch giữa lãnh đạo hai đảng, hai nước Trung Việt sẽ thúc đẩy hơn nữa xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Việt có ý nghĩa chiến lược đi vào chiều sâu thực chất, làm sâu sắc giao lưu rộng rãi và hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, các tầng lớp giữa hai nước, dẫn dắt hai nước cùng đồng hành trên con đường xây dựng hiện đại hóa và kiên trì phát triển chủ nghĩa xã hội đây là một trong những hoạt động rất quan trọng trong đợt cuối năm của ngoại giao việt nam thể hiện lập trường nhất quán và lựa chọn chính sách ngoại giao cây tre của việt nam có lợi cho sự nghiệp cao cả hiện đại hóa mà đảng cộng sản việt nam đang không ngừng thúc đẩy phù hợp với lợi ích căn bản của hai nước và nhân dân hai nước liên quan đến hạnh phúc của nhân dân hai nước trung việt cũng có lợi cho việc duy trì bảo vệ hòa bình ổn định và phát triển phồn vinh của khu vực và thế giới tham gia đoàn cùng tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm và phu nhân có năm ủy viên bộ chính trị gồm ông đỗ văn chiến chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam ông Lê Minh Hưng, trưởng ban tổ chức Trung ương, ông Nguyễn Xuân Thắng, giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Ngoài ra còn có trưởng ban đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, tránh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Ngọc, phó thủ tướng Trần Đức Quang, phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và một số ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương. Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc cũng tham gia đoàn. Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, tình hình địa chính trị có nhiều biến động trên thế giới như hiện nay. Ngoài ra Việt Nam tiếp tục thực hiện sứ mệnh mới, có phần tạo dựng và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc tổ quốc, đồng thời linh hoạt, sáng tạo, tìm ra phương cách mới để thúc đẩy hợp tác quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển kinh tế, nâng cao vị thế và gia tăng tiềm lực cho đất nước. Hy vọng trong thời gian tới, chúng ta sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên rất mong quý vị sẽ nhấn nút theo dõi kênh và bật thông báo để nhận thông báo về những video mới nhất của đài xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau